Mình đã học về cái gửi dữ liệu thông qua query và param, thì mọi người có câu hỏi gì nữa về cái này không? Có thắc mắc gì về cái này nữa không? Ok. Anh Hải có thắc mắc gì không anh Hải ơi? Ok, thì hôm nay mình sẽ học bài tiếp theo nhá. Cái tiếp theo mình học thì là mình sẽ học cái gửi dữ liệu thông qua một cái là gửi ngầm. Thì đấy là mình đang gửi là gửi công khai, ai cũng có thể nhìn thấy được cái dữ liệu của mình truyền lên. Thì làm sao để mình truyền cái dữ liệu ngầm của mình? Thì như bài hôm trước mình nói là khi mà client gửi lên server ấy thì nó sẽ gửi cái thông tin lên từ bên client lên, thì mình sẽ không bao giờ mình gửi bằng cách query và param khi mà đối với những cái liên quan đến mật khẩu hoặc là tài khoản người dùng nhá. Được chưa? Tại vì như thế thì mình nó sẽ bị lộ thông tin. Thì mình do vậy mình phải gửi ngầm. Thì gửi ngầm mình bằng cách nào? Thì mình sẽ sử dụng một cái bucket tên là body parser. Đây, đây là key đây. Mọi người cài vào nó thôi. Rồi khi cài xong thì mình vào trong Backkit chấm dưới sân kiểm tra nhá. Và đây là cái body parser của mình vừa cài xong nhá. Thì mình lại quay lại cái Backkit của mình. Thì khi mà mình cài một cái Backkit mới thì cái điều mình quan tâm đầu tiên đó chính là cái lượt tải. Cái lượt tải nào mà nó tầm khoảng là mấy trăm nhá thì thôi mọi người tốt nhất là không nên dùng cái backkit đấy, mấy trăm hoặc là tầm cứ tầm 1.000 đổ lại là chắc chắn là không nên dùng rồi. Từ 1.000 đến 10.000 thì còn xem xét. Nhớ nhá, phải quan tâm đến lượt tải nhá. Còn có những cái nó fake đấy, nó fake gần giống nhưng mọi người cài vào nó không đúng. Thì ở đây thì cái API này khi mình đọc một cái backkit ấy thì mình sẽ quan tâm đến cái API. Cái API thì nó sẽ giải thích tất cả những cái trường nó sẽ sử dụng trong cái backkit này. Được chưa? Đây, nó sẽ giải thích từng trường một thì mọi người có thể đọc những cái trường đấy. Thì đây mình sẽ giới thiệu luôn, đó chính là mình sẽ kéo xuống dưới xem cái ví dụ. Thì cái ví dụ này thì mình có thể quan tâm thấy ở đây là mình sẽ cái dự án của mình có cái express rồi này, cái var app bằng express và cái đơn giản cái này nó chỉ là một cái middleware để mình config thôi. Thì cái này không quan tâm, mình chỉ cần quan tâm là mình copy hai cái dòng này vào vào mình quảng một cái dự án của mình. Và đây mình đã thừa cái app express nên mình xóa vào đi. Dùng như thế nào? Thì cái dùng thì đơn giản là mình sẽ để ở đây là một cái app.post chụp thế chẳng hạn, function request get. Vâng, cái app.ui là nó sẽ tạo một cái middleware cho cái thằng app. Nếu mà mình thỏa mãn điều kiện thì app sẽ cho đến cái tiếp theo, còn không thì nó sẽ dừng luôn ở đấy.
Ok, thì mình sẽ lấy như sau này. Để lấy thông tin từ người dùng gửi lên ý, thì mình sẽ lấy một cái là và username à. Bằng request chấm body chấm username đây chấm JSON này, đây là chào bạn cộng với cái username mình sẽ lấy được từ body. Thì cái này mình sẽ test kiểu gì? Cái này đơn giản về chạy server trước và bật botman lên. Lấy để lấy cái dữ liệu từ người dùng gửi lên ấy thì mình dùng một cái là request.body. Và mình sẽ có cái đường dẫn API ra một cái là chữ chữ thêm ở đây. Và mình sẽ gửi này, mình bấm vào tab body nhá. Gửi username này và bấm send. Mình chưa lưu. Đấy nhá, cái tên TA mình vừa nhập ở đây này, nó sẽ gửi xuống đây. Được chưa? Thì đầu tiên là mọi người bấm vào tab body ở trên botman, chọn x trừ w form url code và chúng ta sẽ nhập key cái này. Key ở đây, key này thì mình nhập cái gì, thì key này mình sẽ nhập chung với cái tên biến mình bắt ở trên server, mình đặt đây là username thì cái này là username, còn trong trường hợp mình mà bắt ở đây là password bằng request.body.password thì mình cũng phải gửi trên đây là chữ password và mình cho vào cái dấu tích đây. Mình sẽ cuốn nó thử nhá. Bấm C này. Đây, hai cái chữ mình gửi lên đây. Thì đây là cái gửi trên botman nhá. Cái này tương 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 đương với cái express.url code của anh ấy, nhưng cái này mình sẽ dùng qua body và serve. Đấy. Đúng rồi anh nhá. Đây là cái dòng chính mà cái dòng mình sẽ lấy dữ liệu từ bên client đây này, thì mình sẽ lấy qua cái ba cái dòng này. Ba cái này nó sẽ config cho mình. Và một cái lưu ý là mọi người nhớ là cái thằng này này, cái API này này, nó bắt buộc phải là dưới cái thằng body và sơ nhé. Nếu mà mọi người để trên đây này, để API nó vứt hẳn trên đây này thì là nó cũng không nhận được dữ liệu đâu nhá, nó lỗi ngay đấy. Được chưa? Nên mọi người phải để đúng vị trí, cái vị trí cũng rất quan trọng nhá, không phải mọi người để đâu cũng được đâu. Mọi người sẽ để những cái API này đằng sau những cái app.io body và sơ này nhá. Anh chỉ cần để ở file app thôi, còn về sau những cái liên quan đến router ấy, của anh có một cái thư mục router chứa những cái API ấy, thì anh không cần phải khai báo ở trong đấy, anh chỉ cần config ở trong app là tất cả những cái API sẽ sử dụng được body và serve. À, cái service ấy, cái service nó chỉ là cái cấu trúc chứa thư mục cho anh. Mình có tận 5 trạng thái chia thư mục cơ mà. Đầu tiên là router này, controller này, service. Đây, database server của mình sẽ chia thành những cái đấy. Thì mỗi một cái nó sẽ thực hiện một cái chức năng khác nhau thôi. Không. Mình sẽ dùng module.export và require thôi. Mỗi một cái những cái đấy thì mình dùng module, không dùng add.io nhá. .io thì mình khi mình muốn tạo cho cái middleware cho đấy đấy, thì ví dụ như là về sau mọi người, ví dụ như là mọi người check như là admin này, nếu mà admin thì mình cho thực hiện một số cái API nhất định, còn nếu mà user thì mình sẽ thực hiện một cái API nhất định thế thôi. Mọi người đấy nha, cái gọi là RESTful API. Thì cái RESTful này cái gì? Cái RESTful này đơn giản nó chỉ là một cái quy chuẩn đặt tên API
khi mà đó là quy chuẩn, thì khi mà người lập trình ấy, người ta chỉ cần nhìn cái API đấy thì sẽ biết được ngay là cái API nó sẽ có tác dụng gì. Được chưa? Thì khi mà mình làm về cái này ấy, thì mình sẽ làm như sau này. Thì mọi người có thể thấy ở đây là hai cái thành phần mình vừa thay đổi, đó chính là cái thằng get, đúng không? Ở đây mình dùng get, ở dưới ở trên này mình lại dùng post, và hai cái API này nó là khác nhau, đúng chưa? Thì đó chính là hai cái thành phần sẽ được thay đổi khi mà chúng ta tạo API. Thì cái post và get này nó có tên là method, còn cái thằng này nó đơn giản là nó là tên API thôi. Thì mình có hai cái thành phần thay đổi, hai thành phần thay đổi đó chính là method và tiếp theo là tên API. Thì mình sẽ bắt đầu với method trước nhá. Cho method này thì mình sẽ có method get, post, put và delete. Ngoài ra thì mọi người còn có một cái nữa gọi là back cơ. Back này thì mọi người có thể tham khảo. Còn những cái cơ bản nhất nó chính là bốn thằng này. Bây giờ back này thì mọi người tham khảo nhé. Back này thì nó giống với thằng cũ thôi. Nếu mọi người chỉ cần học bốn cái thằng cơ bản này thôi. Nhớ nhá. Rồi thì thằng get này có tác dụng gì? Khi mà chúng ta gặp method get ấy, thì chúng ta sẽ biết ngay. Đấy là nó sẽ dùng để hiển thị dữ liệu, hoặc hiển thị dữ liệu này, hiển thị dữ liệu trong database ấy, hoặc là hiển thị giao diện. Và một cái lưu ý khi mà mình dùng với get đó chính là method get không nhận được dữ liệu qua body. Qua body tức là cái mình vừa vừa demo đây này, đó chính là cái thằng này này, request.body.master này. Đấy, request.body như này. Thì thằng get nó sẽ không nhận được dữ liệu gửi qua body nhá. Còn ba cái thằng này thì nó sẽ có chức năng là nhận dữ liệu từ bên phía client. Đây, ba ông này. Đấy, mình sửa xong một chút nhé. Ba method sau có thể nhận được dữ liệu từ người dùng gửi qua body. Thì nếu mà mình bảo là method get nhận không nhận được dữ liệu thông qua body, thì theo mọi người method get có nhận được dữ liệu thông qua param và query không? Theo mọi người mình có nhận được method get có nhận được dữ liệu qua param và query không? Thì đây mình lưu ý luôn này, get có nhận được dữ liệu qua query và param. Rồi, method mình sẽ quan tâm đến ba cái thằng tiếp theo, còn thằng này thì tham khảo nhé. Ok, thì trước tiên là mình sẽ làm với thằng put chứ nhá. Put này thì mình sẽ là liên quan đến cập nhật một dữ liệu. Còn thằng này nó sẽ là xóa một dữ liệu trong database. Còn này cũng trong database. Code thì là nó sẽ là loại bỏ hai cái trường hợp còn lại. Đó chính là thì hai trường hợp còn lại đó chính là mình sẽ là thêm mới này, hoặc đơn giản là nhận dữ liệu thôi, nhận dữ liệu từ bên phía client. Miễn là cái dữ liệu này nó không liên quan đến cập nhật hoặc là delete
tức là không liên quan đến cập nhật hoặc xóa, thì mình sẽ dùng method post để nhận dữ liệu từ bên phía client. Thì tại sao mình lại bảo là nhận nhận dữ liệu từ bên phía client như này? Thì về sau ấy, mọi người mà làm những cái liên quan đến login ấy, thì có phải là mình không phải là thuộc vào cái theme mới đúng không? Nó cũng không phải thuộc về cập nhật, cũng không phải là thuộc vào cái xóa. Nhưng mình sẽ dùng method post để làm cái đấy, là để nhận dữ liệu khi mà người dùng login ấy, là mình sẽ để method post, được chưa? Do vậy mình bảo là hoặc nhận dữ liệu nhá, nghĩa là nó không ăn vào hai cái trường hợp này là được. Thì ví dụ ở đây mình sẽ liên quan đến bảng comment chẳng hạn, tức là mình sẽ làm những cái mà liên quan đến comment. Thì cái comment này thì thường thường người ta sẽ là đặt theo API nhá, người ta sẽ đặt là theo tên bảng. Ví dụ là ở đây mình có một cái module, trong cái module này thì nó sẽ là có là user này, module tức là những cái ở trong database mấy buổi sau mình sẽ học, và tiếp theo là comment. Thì ở đây thì mình sẽ đặt tên API, nó sẽ bắt đầu bằng cái thằng tên bảng này. Ví dụ là mình đang làm với bảng comment chẳng hạn, thì mình sẽ là bắt đầu bằng suộc suộc comment này thôi, và làm thực hiện các chức năng. Thì một cái API bình thường ấy, nó sẽ có là những cái thằng sau. Đầu tiên là app.get. App.get ở đây là mình viết theo giống như kiểu đây này, app.get đây nhá. Không, mọi người lại không hiểu nó là cái gì. Thì đây mình sẽ ghi là comment. Mình có những loại sau đây, mình cứ liệt kê cho nhá, rồi em sẽ giải thích sau. Rồi, thì khi mà mình gặp những cái API này thì mình sẽ giải thích đọc như sau này. Thì nếu mà để chúng ta để comment không như này ấy, thì nó được hiểu là hiển thị toàn bộ các bản ghi, tức là các giá trị comment trong database. Anh em đợi em tí nhanh của điện thoại viết cho mọi người thôi. Thì ở đây thì mọi người tiếp theo đến cái phần comment nhá, thì mình sẽ là hiển thị một hiển thị comment theo giá trị ID đã lưu ở trong DB. Còn cái này là gì? Thêm mới một giá trị, thêm mới một comment đi trong ra vậy. Tiếp theo là xây chỗ này là cập nhật, chỗ này thiếu nhá, hai chấm cập nhật một giá trị comment trong database ID cập nhật một giá trị, xóa một giá trị comment trong database ID. Với một cái website bình thường ý, nếu mà mỗi một cái bảng bình thường như này này, thì mình sẽ làm là sẽ là ít nhất, hoặc là những cái này ấy, nó sẽ là có hoặc không. Nhưng cái này là những cái cơ bản nhất của một cái bản database bình thường nhá, là mình sẽ gồm những cái API này. Thì mọi người có thể có nhiều nhiều API khác hơn, được chưa? Thì cái này là một trong các API thường gặp
mà mình sẽ làm việc khi mà chúng ta viết với API nhá. Đấy nhá, sẽ gồm 5 API này. Đây là 5 cái cơ bản nhất rồi. Nãy em lại yêu cầu mọi người là test trên Postman. Thì mọi người phải biết nha này, cái thằng method post, put và delete nó sẽ không test được ở trên cái đường dẫn này đâu nhá. Được chưa? Thì để mà test được logic của mọi người là xem đúng hay sai ấy, thì mọi người phải test trên đây. Đấy là test trên Postman. Mọi người theo front-end đi nữa nhá. Thì để mọi người biết được là cái dữ liệu của cái API đấy nó sẽ trả về dưới dạng là gì nào thì mọi người cũng phải dùng Postman test cho nó dễ. Được chưa? Thì về sau ấy, nếu mà anh em có hai hướng, hướng thứ nhất là nếu mọi người làm front-end thì thằng back-end nó sẽ quẳng cho mọi người một lít API và mọi người sẽ có tài liệu đọc, nhưng để tiết kiệm thời gian mà mọi người không muốn đọc tài liệu ấy thì mọi người chỉ cần viết tên API và cái dữ liệu đầu vào của nó là gì và mọi người chạy thử. Thế là nếu mà mọi người chạy thành công rồi ấy thì mọi người đơn giản là mọi người copy những cái tên ở đây này quẳng vào bên phía front end, thế là bên back end chắc chắn là nó sẽ nhận được, tại vì Postman nó chạy thành công. Thì front end thì đơn giản là nó chỉ copy những cái key này này quẳng vào bên phía front end, thế là xong. Được chưa? Còn mọi người muốn đọc tài liệu thì cũng được thôi, thì nó mất hơi mất thời gian. Được chưa? Còn nếu mà anh em đứng ở bên phía back end ạ, thì mọi người bắt buộc phải dùng cái này để mọi người test xem cái logic của mọi người viết đúng hay không nhá. Không ai không không người nào dám tự tin là những cái API mình viết ra là đúng 100% đâu nhá. Được chưa? Do vậy nó phải có những cái bước test để xem cái nó có đúng hay không, và cái thứ hai là để tránh những cái nhầm lẫn về sau. Không, mọi người mà ứng dụng những cái API này vào trong frontend rồi nhá, mà mọi người bắt mình còn sửa nữa ấy, mình còn sửa API nữa ấy, thì thằng frontend nó rất là khổ. Này nhá, cái bộ môn Postman này nó cũng là nó thuộc vào cái của tester rồi ấy, nhưng anh em biết những cái chạy API bình thường thôi. Còn mọi người có thể viết được lệnh Postman ở trên đây như bình thường mà. Postman nó cũng có những câu lệnh mà. Không biết là mọi người đã từng làm đến những cái đọc những cái trang báo nó có comment chưa nhỉ? Nếu mà đọc rồi thì mọi người có thể thấy là mỗi một bài viết nó có những comment khác nhau, đúng không? Thì cái này nó sẽ tương tác với hai bảng rồi, thì mình làm kiểu gì, đúng chưa? Thì ví dụ ở đây mình sẽ có một bảng post. Một cái bảng post nha. Thì làm sao để mình hiển thị những comment theo bài post, tức là theo bài viết đấy, thì mình làm kiểu gì? Thì ở đây mình sẽ sửa cái user này thành, đầu tiên là mình sẽ sửa đây toàn bộ như này thành post nha. Và mọi người muốn hiển thị comment theo bài viết thì đơn giản là mọi người đầu tiên là mọi người sửa post này, thì theo mọi người là thêm cái gì nữa là xong, mọi người biết không? Em muốn hiển thị comment theo bài post thì theo mọi người mình làm gì với bảng post này? Ok, thì thứ nhất nhá của anh Hải nhá, thì của anh đang bị sai, tại vì nếu mà anh viết như này thì nó hiểu là gì, toàn bộ những bài viết gì hiển thị toàn bộ những bài viết và một cái comment cụ thể, được chưa? Còn cái của anh Tuấn thì là gì, anh thừa chữ sâu. Tại sao lại có chữ sâu ở đây? Khi mà anh để method get rồi ấy thì nó đã hiểu là hiển thị rồi nhá, nên không cần phải để sâu nữa. Cái thứ hai là của anh là thiếu số ID nữa, và cái của anh ở đây nếu mà anh thêm số ID đằng sau này thì cái này được hiểu là hiển thị chi tiết một comment của một bài viết. Rồi còn thừa vẫn thừa chữ sâu, vẫn thừa chữ sâu nhá, và cái này mình không cần phải đặt on comment được. Nếu mà anh để comment không thì nó cũng là đã hiểu đấy là hiển thị toàn bộ comment rồi nhá. Và cái này đúng rồi đây, của anh
Chiều cái đúng rồi này. Cái chính xác là nếu mà một người muốn hiển thị toàn bộ những cái comment của bài viết đấy thì mình đơn giản là mình đầu tiên là mình phải hiển thị chi tiết một bài viết. Tiếp theo là mình muốn gọi comment đúng không? Mình cho comment vào đây. Thì cái này cũng thế. Mình muốn hiển thị chi tiết một comment trong một bài viết thì mình làm kiểu gì? Comment hai chấm id. Còn nếu mà trong trường hợp mình muốn là thêm mới một comment vào một bài viết cụ thể thì đơn giản là mình tiếp theo là mình hai chấm id và comment. À, một cái điều lưu ý ở đấy là id này là cái gì? Id này chính là id bài viết, id post. Còn id ở dưới đây này id gì? Id comment. Và id này cũng là cái gì? Id post. Và cái này cũng là id post. Còn mọi người muốn cập nhật một comment trong một bài viết cụ thể thì mình cũng là ghi là post xuống. Comment xuống. Hai chấm. ID comment. Còn xóa này thì cũng thế. Comment. Hai chấm ID comment. Ok, thì mọi người không ai thắc mắc là cái thằng tên này, tên API này nó trùng với tên API này à? Mà nó vẫn chạy được. Em có thắc mắc cái này không? Cái đây này, mình mua đen đầu tiên là cái này này. Cái get và cái post này, hai cái nó trùng tên API đúng không? Thì chúng ta không cần quan tâm đến cái đấy, chúng ta chỉ cần quan tâm là nếu mà nó trùng nhưng nó khác cái method get và post như này thì nó chạy nó sẽ không bị nhầm lẫn nhá. Rồi, thế thì theo mọi người khi mà mình để API như này và mình để thứ tự là như này nhá. Đầu tiên là method là API này ở trên này và API này ở dưới. Thì khi mà mình gọi API này theo mọi người nó có bị lỗi không? Nó sẽ chạy vào thằng trên tại vì thằng nó sẽ hiểu cái thằng feedback này này nó là ID comment. Do vậy là khi mà một người làm ấy thì mọi người cần lưu ý cái này nhá, tại vì ở trước mình mình cũng bị lỗi là như này nên không biết là nguyên nhân tại sao sai và nó vẫn trả về kết quả cho mình, lưu ý mình không để ý lắm. Thì mọi người nhớ là thằng này phải để trên đây, để trên như này thì khi mà nó chạy ấy thì nó sẽ chạy vào thằng này đầu tiên này, nếu mà nó không đúng là chữ feedback đằng sau thì nó sẽ chạy vào cái thằng còn lại. Thế thôi, nếu mọi người lưu ý nhá. Đấy nhá, mình có một cái bảng như này. Bây giờ mình sẽ demo cho mọi người 5 cái API mình vừa học ở trên kia. Red. Thì cái này mình đơn giản là red.json user thôi. Đấy là API đầu tiên. Chạy thử một bot main nhá. User. Get. Cannot get. Chưa lưu. Đây, đây là cái mảng của mình. Được chưa? Và giờ mình sẽ làm theo cái đầu tiên. Tiếp theo là hiển thị chi tiết một user theo ID bằng cách là mình copy cái function này, cái này còn xuống đây và thêm sụp ID là chấm ID. Thì theo mọi người ở chỗ này mình sẽ làm như nào? Theo mọi người thì làm sao để mình hiển thị, ví dụ như mình truyền ở đây là sụp một thì làm sao để mình tìm kiếm một cái giá trị ID trong một cái mảng. Em dùng hàm gì? Theo mọi người dùng hàm gì? Để tìm kiếm một cái bản ghi theo ID thì mình dùng cái gì trong một mảng? Cách thứ hai là mình dùng filter. Chính xác. Filter thì mình dùng kiểu gì?
Mình nghĩ là đét. Và mình sẽ ở đây ghi là array chấm sorry user chấm enter. Ở đây thì mình sẽ ghi như này. Nếu mà một người viết theo kiểu Euler function ý, thì nhớ nhớ là giữa cái dấu mặt tròn và đến cái mũi tên này có một cái khoảng cách nhá, trong một dấu cách vào khoảng trắng ấy. Thế là mình sẽ cho ghi là user, hoặc ghi mình ghi có thể là ghi info user. Và mình phải làm gì? Return info user chấm ID bằng 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 3 RAM và request chấm 3 RAM chấm ID. Và đây thì mình sẽ làm gì nữa? Mình phải filter rồi thì mình làm gì nữa? Mình cần làm một cái nữa là get user.length return red.json. Mình sẽ trả về một object nhá. Một cái đầu tiên là message. Và đây mình sẽ ghi là data là bằng get user. Còn trong trường hợp còn lại mình sẽ ghi là copy cái này xuống này. Mình sẽ ở đây mình sẽ ghi là hiển thị từ dữ liệu còn là hiển thị không thành công nhỉ, hoặc là user không tồn tại. Bỏ cái này đi. Rồi, mình sẽ chạy thử nha. Đầu tiên là mình gửi param tháng 1 này. Đây là cái ID của mình. Còn trong trường hợp mình gửi một cái số bất kỳ linh tinh, user không tồn tại. Cách cộng lần trước hôm trước em có nói rồi đấy, cộng bằng require dùng dấu cộng lần trước nó cũng biến thành số nhá. Rồi thế mọi người hiểu biết cái get tại sao em lại viết đọc user get get user.length ở đây không? Mọi người hiểu điều kiện này không? Em sẽ con số lóc thử thằng get.user này xem mọi người cũng thử bằng rỗng. Còn trong trường hợp mà nó có một, nó là bảng có giá trị. Hợp mà cái get.user của em không có giá trị này thì nó sẽ trả về bằng rỗng. Còn nếu mà cái ID mà em vừa truyền lên ấy, nếu mà có nó tồn tại trong cái mảng user thì nó sẽ ghi là một cái mảng có giá trị như này. Thì theo mọi người tại sao em lại viết get chấm user chấm len như này mà không phải viết là lớn hơn hoặc bằng một về như này? Tại sao mình lại viết được như này? Tại vì nó là trả về kết quả false, nó là không này, null, undefined, gì nữa, false, null. Và thì đây là các giá trị trả về false. Còn nếu mà mình khi mình so sánh như này ý, thì nó được hiểu là nó đang so sánh với kết quả đúng. Còn cái này nó đang hiểu là đúng nhá. Giờ so sánh với đúng, tức là so sánh với true ấy. Hoặc là đại khái là nó so sánh với, nghĩa là cái thằng get user nó khác số 0 thì nó sẽ nhảy vào cái hàm if. Thế thôi. Được chưa? Mọi người nhớ đến cái foresee này nhá. Mọi người làm như này thì mọi người hiểu nó là
xem cái thằng get user nó có giá trị hay không thôi, nó hiểu nó có giá trị hay không. Rồi thì đối với get thì mình có thể là như thế. Còn đối với method thêm mới thì mình làm kiểu gì? Thêm mới thì mình dùng làm post. Và trong đây mình sẽ là suộc user này. Suộc có suộc gì nữa không? Không suộc gì cả. Function request get. Mình có return, à không, sorry. Ở đây thì mình làm sao mình thêm mới, mình làm kiểu gì? Mình đơn giản là ghi user. Thế khi mình làm đấy thì mình ghi nào? Và đầu tiên là mình cần username bằng request.body.username và mình làm gì nữa? Mình phải làm gì? Theo mọi người mình phải làm gì? Là mình phải khai báo một cái mảng như này. À, object là new object để vào để một bảng rỗng, hoặc là mình để đây là new user chẳng hạn, thì mình sẽ làm gì? Và mình sẽ cho một cái var ID bằng. Mọi người có thể sinh ra một cái mã ngẫu nhiên, cái ID ngẫu nhiên bằng cách là sử dụng một cái gọi là date chấm nào. Sau này nó sẽ sinh ra một cái chuỗi mini giấy, theo mini giấy nên do vậy nó sinh ra một cái chuỗi ngẫu nhiên. Và mình làm gì? New user chấm ID à, ID new user chấm username bằng username. Ngoài ra tí nữa mình sẽ nói một cái điều mọi người cần lưu ý ở đây, và mình sẽ copy ở trên nha cho nhanh. Thì cái này mình viết đúng nhá. Đầu tiên là mình phải xác định được tên API này. Đúng chưa? Tên API của mình viết đúng rồi đúng không? Và mình bấm vào đây, chọn method post và chọn vào tab body, và cái key của mình phải trùng với cái key mình khai báo trên đây. Mình bấm này. Lỗi không? Ok, lỗi. Thành công. Đây là cái dữ liệu của chúng ta, nó sinh ra một cái chuỗi ngẫu nhiên. Thêm một cái mới nhá, thêm hai cái liên tục này, tham trùng không? Không trùng nhá, được chưa? Ok, thì nhưng một cái lưu ý ở đây này, đó là trong trường hợp mình để ở rỗng ở đây, tức là mình người dùng không nhập gì cả, và mình thử xem nó có thêm vào trong cái ấy của mình không nhá, vẫn là thêm thành công. Bấm vào đây. Chà, anh em nhìn thấy sai chết người chưa? Mọi người thấy nhìn thấy cái lỗi sai chết người chưa? Là khi mọi người nhìn thấy nó mình gửi lại giá trị rỗng lên này, nó vẫn cho mình tạo server, à tạo người dùng. Chết nha. Như này là chết đúng không? Anh em gặp cái này bao giờ chưa? Mọi người gặp lỗi này bao giờ chưa? Thì khi mà gặp lỗi này ấy, thì mọi người cần làm gì mọi người biết không? Em đã từng làm qua chưa? Đúng rồi, phải check. Ở bên phía client check rồi nhá, nhưng mình vẫn phải check một lần nữa. Tại vì sao mình phải check một lần nữa ở bên phía server? Thì tại vì ấy, là khi mà mình gọi API ấy, thì mình có thể đọc được cái API ở trong web đấy nhá. Được chưa? Do vậy là mình cần
Đúng rồi. Do vậy mình phải làm một cái nhặng như sau này. Cách này thì nó hơi thủ công một chút, nhưng về sau mọi người mà học những cái thư viện khác thì nó có hỗ trợ luôn. Thế đây mình sẽ khai báo tắt như này cho nhanh. Nó ngắn, cốt nó ngắn hơn chút nhé. Rồi, mình có hai lần này đúng không? Thì trước khi mình làm như thế này thì mình sẽ check như sau này. If đúng một người mình làm gì, mình quảng cái này này vào đây và mình vứt cái dòng này lên đây. Rồi khi mình restart server thì nó sẽ dữ liệu ở cho mình sẽ mất nhá, do vậy mình chỉ còn mới hai cái thôi. Rồi thì giờ mình bấm thêm nhá, theo mọi người nó có thêm vào không, nó vẫn là thêm thành công nhưng nó vẫn sinh ra cái ID. Lỗi đấy, không lỗi, được, bấm vào đây. Rồi cái này ấy là mình, vì mình đang làm mỗi ở trên gọi là gì, check check ID, do vậy thì mình bắt buộc phải viết như này. Còn nếu mà mọi người ấy để sau mọi người ghép với server ấy thì mọi người chỉ cần check từng cái một thôi, cái nào có giá trị thì mình treo thêm vào new object, new user đây, còn không thì thôi, thì nó sẽ tự động sinh ra cho mình một cái ngẫu nhiên, mình không cần phải bỏ cái red chẳng phải vào luôn ý luôn nào. Rồi cũng được, đây viết thế này nha. Còn cái update ấy, update thì mọi người viết y hệt này luôn, chả khác gì, sửa đây mỗi có thành code ở đây là sổ đi quen sổ thành chấm ID này. Mình sửa một chút ở đây ấy, đó chính là mình cập nhật đúng không. Cập nhật thì mình sẽ dùng cái hàm filter ở trên đây, copy xuống dưới này. Đầu tiên nếu mà chuẩn ý, thì mình sẽ là nếu mọi người làm chuẩn ngay từ đầu thì mọi người phải check thằng này đã, xem cái ID này nó tồn tại trong cái database của mình hay không. Rồi cái tiếp theo là mình copy cái này là quăng vào cái len này. Đây. Rồi tiếp theo nữa thì làm sao để mình cập nhật một cái mảng, một cái object mới. Ở cái này thì mình dùng bằng for vậy. Bỏ cái này đi. Mình dùng bằng for vậy. Thì đầu tiên là mình phải vứt cái thằng này vào đây đã. Nên vứt không? Ừ, vứt vào đây. Cái này còn for ra ngoài đi. Cho vào đây. Mình sẽ cho led y bằng không, y nhỏ hơn hoặc bằng user chấm len y cộng cộng. Mình sẽ làm một cái như sau, đó là user từ y bằng new user kiểu quảng này vào đây này. Thì nó sẽ không bị mở rộng, khi mà mình cập nhật lại như này thì nó không bị mở rộng. Còn cái này đơn giản là mình cho một cái là mở đây và mình sẽ ghi là cập nhật dữ liệu không thành công username này. Test bằng postman, xem thử xem dữ liệu thành công, mình chưa trả lời messy thôi, có ghi là cho này cập nhật này.
để thừa cho bạn. Cập nhật dữ liệu thành công. Oh, chết người, đó chính là mình phải để đây là if array từ y chấm teacher id mà bằng ba này. Request.banana.id đây mình đúng này. Còn send lỗi array is not defined user cập nhật thành công, bấm vào đây để thử. Đã sửa tên thằng này. Được, mọi người có thể thấy đây, khi mà mình cập nhật như này thì nó thành mỗi cái username. Thì theo mọi người làm sao để mình khắc phục được cái lỗi này? Theo mọi người đây nhá, giờ mình vừa chạy xong, cập nhật xong, mình cập nhật cái new user này vào trong cái như này. Thì theo mọi người làm sao để nó bị không bị lỗi này, khắc phục được lỗi này? Không phải đâu, thì không biết mọi người có nhớ một cái hàm tên là hàm object chấm assign không? Mọi người nhớ cái hàm này không? Đúng rồi, thì ở đây mình sẽ làm như sau này. Thì ở đây mình sẽ không làm cái khai báo object như này nữa. Mình bỏ cái này đi. Mình cũng bỏ cái này nó đi. Thì ở đây mình sẽ làm cái gì? Mình copy cái hàm này quẳng vào đây này. Ở bên trong đây thì mình mới khai báo này. Let user new user bằng. Tại vì cái giá trị của mình ý, nó là một cái ấy. Mình sẽ ghi như sau, như này. Tiếp theo là array user. Tiếp theo nữa, user thứ y. Tiếp theo nữa là request.body. Thì khi mà mình như này ấy, thì đầu tiên mình nó cần phải khai báo thân. Đúng rồi, thì sao đấy? Thì thứ nhất này, thằng request.body của mình có phải nó là một cái object không? Thì mình làm cái này đúng không? Cái thứ hai là user thứ y của mình cũng là một object. Thì người dùng muốn cập nhật giá trị nào, mình sẽ ghi đề cái request.body này vào thằng này. Và mình sẽ tạo ra một cái object mới. Và object mới nó sẽ cập nhật vào cái giá trị này. Thì nó sẽ luôn luôn không bị ghi cái trường hợp như vừa nãy mình ghi. Đây, và mình sẽ bấm thử lại nhá. Đây là movement này. Đấy, vẫn là ID 1. Và chỉ thằng này thay đổi thôi. Ví dụ như giờ mình sẽ có nhiều hơn một giá trị là username. Là mình có password chẳng hạn. Thì mình làm kiểu gì? Để nó không, nó vẫn nhảy được vào hàm này. Thì ở đây ý, là mình sẽ làm như sau này. Là mình sẽ cho thêm ở đây là request.body. Hoặc request.body.password. À, nó sẽ bị những cái key mà mình không đúng ý, thì nó vẫn truyền vào. Thì do vậy là mọi người check riêng nha cho nó dễ. Đấy, thì mình sẽ làm như này. Đấy là cập nhật. Còn đối với method xóa, xóa thì đơn giản thôi. Xóa thì mình sẽ có nguyên cái hàm filter này, nó không khác gì luôn. Xóa thì mình để đây là delete này. Và mình sẽ sửa đây ấy, là thay vì mình ghi là bằng bằng nhau như này, mình ghi là như này. Và mình đơn giản là mình cần chữ x sau đó mà đi
Thế sao? Và mình sẽ sửa lại thành delete. Tiên là get all ra nha. Vẫn hai thằng này. Chuyển lên đây là số 1. Số 1. Send. Và nó chỉ hiển thị ra con ghé 2. Ấm thử thằng này. Oh. Sorry, đây là mình phải ghi là user. Cho user bằng chính cái thằng filter này. Phần lỗi chưa xóa thằng này. Quay lại. Mất. Giờ xóa thằng 2 nhé. Xe này. Có lỗi không? Không lỗi. Xóa thử. Về mở rộng. Xong.